Chào các em học sinh 12. Hôm nay chúng tôi có hân hạnh trao đổi với các em về bài thơ Tây Tiến trong chương trình văn học 12. Bài thơ Tây Tiến được sáng tác vào năm 1948. Tác giả là nhà thơ Quang Dũng. Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm, tự là Dậu. Ông sinh năm 1921 tại Hà Tây và mất năm 1988 tại Hà Nội, hưởng thọ 67 tuổi. Trước khi đi vào cùng các em phân tích tìm hiểu về bài thơ này, thầy sẽ ngâm lại toàn bài thơ này cho các em nghe. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Sài cao sương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mấy súng người trời. Nghìn thước lên cao, nghìn thước xuống, nhà ai pha luôn mưa xa khơi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường nghịch cọp trêu người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp sôi. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ. Khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ giá người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hóa đông đưa. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Rải rác biên cương mồ biến xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Áo bào thấy chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Tây Tiến, người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nữa, chẳng về xuôi. Các em thân mến, hai câu mở đầu: sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Ở trong hai câu này đó, thì các em thấy người ta dùng những biện pháp tu từ gì? Tác giả dùng những biện pháp tu từ gì? Em nào biết? Có nhiều em sẽ nói rằng chữ nhớ là điệp từ, là một biện pháp tu từ. Nhưng thầy cho không hẳn là như vậy. Mặc dù chữ nhớ được lặp lại hai lần, nhưng nếu chúng ta gọi nó là điệp từ, tức là biện pháp tu từ, để mà làm gia tăng cái nỗi nhớ, thì thầy nghĩ chúng ta chú ý vào cái tiếng ơi. Một cái tiếng ơi, một tình thái từ rất là thân thương. Thương lắm, nhớ lắm, Tây Tiến ơi. Đấy. Đó là một biện pháp tu từ. Và chữ chơi vơi, một hình dung từ. Chơi vơi có nghĩa là không có điểm tựa, tức là không cùng, nỗi nhớ không cùng. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Các em chú ý chữ chơi vơi và chữ ơi và chữ chơi vơi. Đây là, theo thầy, đó là những cái biện pháp tu từ mà chúng ta cần phải nhớ khi chúng ta phân tích về bài thơ này. Còn cái chữ nhớ, sách giáo khoa cũng có nói là nhớ, thì chú ý là chữ nhớ thì không đủ. Đấy. Vì đã gọi là biện pháp tu từ thì nó phải làm mạnh thêm cái nỗi nhớ.
Thì đây theo thầy các em chú ý cái chữ ơi, tình thái tử, diễn tả cái tình cảm. Bạn ơi, anh ơi, em ơi. Và chữ chơi vơi. Chữ chơi vơi có nghĩa là không có điểm tựa. Nhớ lắm, nhớ không cùng. Đấy là thầy chú ý các em về cái hai câu đầu là như thế. Xài khao xương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Đấy, các em thấy những cái địa danh nó đã bắt đầu xuất hiện. Các em, nếu các em có atlas địa lý thì em sẽ thấy Xài Khao là cái suối Xài Khao nằm ở bản Xài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi đóng quân của bộ đội Tây Tiến, sát biên giới Việt Lào. Ngày nay vẫn còn nhà bảo tàng Tây Tiến. Các em xem hình ảnh nhà bảo tàng Tây Tiến. Và ngày nay người ta còn tổ chức những cái chuyến đi phượt từ Hà Nội đi lên Tây Tiến, đi bằng xe gắn máy. Như vậy thì Xài Khao, Mường Lát, Thanh Hóa đó là địa điểm đóng quân của binh đoàn Tây Tiến, của Tây Tiến. Và Xài Khao này nó nằm ở độ cao 1070m. Nếu các em có atlas các em xem lại. Cái thầy giảng văn là nó phải kết hợp sử địa, văn sử địa. Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Đêm hơi là gì sao các em? Đêm hơi là nó lạnh lắm, lạnh đến nỗi mà đá bốc hơi được. Nó là đêm hơi. Đấy. Những người lính này phải chịu đựng gian khổ ghê lắm. Này. Ở cái nơi rừng sâu nước độc như thế. Ban đêm lạnh như thế. Không phải là chuyện thường. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm. Heo hút cồn mây súng ngửi trời. Trời nó cao nỗi mà súng mà còn ngửi trời. Nghìn thước lên cao, nghìn thước xuống. Một cái câu văn gấp khúc như thế. Nhưng nó lại có cái kế tiếp là một cái câu văn toàn là vần bằng không, toàn là thanh bằng không. Nhà ai pha luông mưa xa khơi. Nó giữa cái hùng vĩ kèm theo cái an một cái khung cảnh dân sinh rất là yên bình. Đấy. Pha luông, các em xem trên atlas cũng thấy. Pha luông là núi pha luông. Độ cao của nó là 1820m. Đối với mặt, so với mặt nước biển. Có nghĩa là từ Xài Khao nhìn lên thì nó là cái ngọn núi này nó cao gần 1000m. Và đồng bào người ta có thể làm nhà ở sườn núi, bên sườn núi. Cho nhà ai pha luông mưa xa khơi. Đấy. Các em học văn chúng ta phải kết hợp với sử địa. Để chúng ta hiểu được, thưởng thức được từng cái câu văn cho nó trọn vẹn. Ví dụ anh bạn dãi dầu không bước nữa. Thì nhiều người có sách văn mẫu mà, thì nói rằng anh lính này gục chết bên súng mũ. Cái này là sai vô cùng. Vì người giảng đã không biết được đây là cái địa điểm đóng quân. Người ta đến nơi rồi, và các em có biết không? Những thanh niên, trong những người lính trong cái binh đoàn Tây Tiến này, hầu hết là thanh niên Hà Nội, những chàng thanh niên sinh viên Hà Thành, chỉ mới qua một cái khóa huấn luyện cấp tốc kiểu quân sự học đường thôi là họ đi tình nguyện đi lên đường, đi Tây Tiến. Và khi đến nơi rồi thì vẫn cái tác phong của những cái thanh niên Hà Thành, bà đâu ngủ đó, chứ không phải xin phép ai hay là tư thế này tư thế kia, gục lên sung bỏ quên đời, mệt quá mà. Xài Khao xương lấp đoàn quân mỏi, mỏi thì khi đến nơi rồi thì gục lên sung bỏ quên đời. Mặc kệ, chiều chiều ai linh thác cầm thét, mặc kệ đêm đêm mường nghịch cọp chê vười. Đấy, chỉ còn nhớ có mỗi cái là nhớ ôi Tây Tiến, cơm lên khói, Mai Châu mùa em, thơm nếp xôi. Đấy, các em, chúng ta từ Hà Nội mà đi lên Mường Lát, Mường Thanh Hóa đó là chúng ta phải đi qua Mai Châu. Và các em biết là Mai Châu đó, đồng bào dân tộc á, thì họ dùng lúa nếp thay cho lúa gạo. Người ta không ăn lúa gạo như người dân đồng bằng. Người ta trồng lúa nếp, thu hoạch lúa nếp. Cho nên là Mai Châu mùa em, thơm nếp xôi. Đấy. Chứ còn người lính mà đi hành quân mà chết thì có gì là oai nào.
bảo là gục lên xuống ngũ uổ quên đời, tức là chết, gục chết, bi thảm quá, chứ đâu có bi tráng, đâu có bi hùng tí nào đâu. Mà hơn thế nữa, chúng ta biết một bài văn, bài thơ nó có bố cục của nó. Những cái sự hy sinh, mất mát, sinh mạng này nó nằm ở khổ thơ thứ, một chốc nữa chúng ta sẽ bàn đến khổ thơ thứ ba, bi tráng. Đấy, còn ở đây chỉ nói về cái khổ thơ thứ nhất này, nói về cuộc hành quân đi lên Tây Tiến của binh đoàn mà thôi. Không có một cái sự chết chóc gì ở đây cả. Nó nằm ở độ cao 1.070 mét, hoặc là nó nằm ở độ cao 2.000 mét, cũng như Sài Gòn đi Đà Lạt, chứ làm gì mà nó đâu phải là cái vách đứng đâu mà leo lên tới nơi thì chết. Cho nên các em, chúng ta tham khảo văn mẫu, chứ đừng lệ thuộc văn mẫu. Có nhiều em cũng tâm sự với bạn bè là tụi mình ghét mỗi môn văn. Văn là người chỉ thấy toàn robot. Đấy. Nếu mà chúng ta ai cũng lệ thuộc vào văn mẫu, không muốn nói ra một cái gì chính xác hơn, thì đâu gọi là văn nữa. Văn là đẹp mà. Chứ nếu văn mà chán á, thì chẳng nhà nước chẳng đưa vào trong ba môn quan trọng nhất bắt buộc làm gì. Văn là đẹp, cho nên chúng ta khi chúng ta đã gọi là nghị luận văn học, chúng ta phải mạnh dạn nói minh chứng. Đây là cái địa điểm đóng quân chứ không phải là nơi đi qua rồi chết dọc đường. Khổ thơ thứ nhất chỉ nói về, các em nhớ nha, khổ thơ thứ nhất chỉ nói về cuộc hành quân. Gian khổ cũng có, đó. Oai hùng cũng có, thơ mộng cũng có, từ Hà Nội đi lên Tây Tiến. Bởi vì sao? Bởi vì năm 46, khi tháng 12 năm 46, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi toàn dân kháng chiến và quân dân ta đã về chiến khu Việt Bắc rồi. Đó. Thì như vậy, nhiệm vụ của binh đoàn này là đi đóng ở phía biên giới Việt Lào, vì chúng ta lúc đó chúng ta sợ rằng địch có thể tấn công từ phía Tây. Đó. Nhiệm vụ của binh đoàn Tây Tiến là chốt giữ ở biên giới phía Tây để bảo vệ cho chính phủ, quân dân Bắc Cạn. Cho nên cái nhiệm vụ của đoàn quân Tây Tiến rất là quan trọng. Đó. Chúng ta thấy cái trong cái khổ thơ thứ hai ấy, nói về các cái sinh hoạt chính trị, thắt chặt tình quân dân, bởi vì đây chính là một cái điều kiện thắng lợi của chúng ta. Đây chính là một cái chính sách để bảo vệ, bảo đảm thắng lợi, đó là tình quân dân. Cho nên khổ thứ hai mở màn ra là chúng ta thấy một cái lễ hội, thấy không? Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa. Kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên man điệu. Nàng e ấp, nhạc về viên chăn, xây hồn thơ. Đấy. Nhạc về viên chăn, xây hồn thơ. Cô gái người dân tộc ngồi nghe mà thả hồn về cái khu chợ viên chăn. Và thả cái hồn mơ mộng về đó. Nhạc về viên chăn, xây hồn thơ. Đấy. Nhưng mà cái chính vẫn là sinh hoạt để thắt chặt cái tình quân dân. Mà sau này chúng ta thấy hầu hết những chiến thắng của chúng ta từ Việt Bắc Thu Đông cho đến chiến dịch biên giới, cho đến chiến dịch Đông Xuân và Điện Biên Phủ đều có đóng góp của quân và dân. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ. Khèn lên man điệu, nàng e ấp, nhạc về viên chăn, xây hồn thơ. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Người đi châu mộc, các em cũng lại nhìn trên atlas. Quang Dũng, đại đội trưởng Quang Dũng á, mà muốn đi giao nhận văn thư với chính phủ ở Việt Bắc đều phải đi qua Mộc Châu. Ở Mộc Châu thì bên chính phủ sẽ có giao liên tới và giao nhận văn thư. Đại đội trưởng Quang Dũng mà phải nói rằng lúc đó mặt trận nó cũng về ban ngày nó cũng yên tĩnh lắm các em. Địch chưa, nó đang nghĩa là nó kìm nó lắm, bởi vì sau này chúng ta biết rằng nó sẽ đánh bất ngờ ngay tại Bắc Cạn, ngay tại chiến khu Việt Bắc để đánh vào đầu não của chỉ huy của mình, quân dân nó dập tắt một cái kết thúc luôn. Lúc này về ban ngày tình hình tương đối yên tĩnh, mặt trận phía Tây vẫn yên tĩnh, địch đang giấu mình, địch đang chuẩn bị cho một cú đánh tại bộ phận chỉ huy của chúng ta, cho nên mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh.
Quang Dũng ban ngày đi giao dịch, đi gặp giao liên văn thư vẫn yên tĩnh, an toàn. Thậm chí ông còn ngồi vẽ tranh. Các em biết là Quang Dũng vẽ tranh rất giỏi như một họa sĩ, sáng tác nhạc nữa. Đây là một con người đa năng. Cho nên khi ông vẽ tranh thì chúng ta thấy có câu là người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đông đưa. Độc mộc là những cái thuyền được làm bằng những cái thân cây, nó chỉ có một cái mảnh ghép thôi, cho nên gọi là độc mộc. Đấy. Ông vẽ tranh. Đấy. Đó là ban ngày. Đấy. Ban ngày. Đây là những cái sinh hoạt chính trị về ban ngày thôi, chứ ban đêm khác cả các em. Chúng ta sẽ qua cổ thơ tiếp theo là chúng ta sẽ thấy tình hình ban đêm nó lại khác nha. Tây tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Các em thấy không? Từ những thanh niên gục lên súng mũ bỏ quên đời, bây giờ đã thành những anh lính dày dạn phong xương. Mà có phần nào ngầu nữa, Tây tiến đoàn binh không mọc tóc. Không mọc tóc có nghĩa là sao em? Không mọc tóc có hai lý do. Một, nơi rừng thiêng nước độc, bệnh cũng có thể làm cho rụng tóc. Nhưng cái này quan trọng hơn, những ai đi làm bộ đội biên phòng thì biết. Thầy cũng từng là bộ đội biên phòng rồi. Anh phải cạo chọc đầu để cho địch nó không nắm tóc được. Bởi vì khi địch mà nó đánh ở biên giới á, hồi chiến dịch Tây Nam đấy, nó không bao giờ nó nổ súng. Nó lẻn nó sau lưng mình ban đêm mà nó cắt cổ, nắm tóc, hai bên vật nhau, thằng nào không có tóc thằng đó thắng. Cho nên Tây tiến đoàn binh không mọc tóc nói về cái do cái điều kiện khắc nghiệt cũng có, mà do chiến đấu cũng có. Quân xanh cũng tương tự như vậy, quân xanh màu lá giữ ai hùng có thể là lá ngụy trang, nhưng cũng có thể là do điều kiện khắc nghiệt, bệnh sốt rét này nọ. Chúng ta thấy sẽ có những người mất, bỏ mạng, khắc nghiệt lắm. Thế nhưng Tây tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới. Ban đêm là phải nhìn chăm chăm xuyên qua màn đêm. Bởi vì nếu chỉ cần sơ hở một chút thôi, nó lẻn nó sau lưng mình, cắt cổ mình là đơn vị của mình cũng bị thiệt hại, cũng bị nguy hiểm. Cho nên mắt chừng gửi mộng qua biên giới. Đấy, các em biết, những người lính này là những thanh niên, sinh viên, học sinh. Ngày nay người ta đã, chỉ trong một thời gian ngắn, từ những người lính mới như thế, người ta đã trở thành rất là chuyên nghiệp như thế. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới. Khi nào mà hết gác rồi đó, hết cái phiên gác của mình rồi, thì mình đi vào ngủ, đi vào, và mình có quyền đêm mơ Hà Nội, dáng kiều thơm. Đấy. Đêm mơ Hà Nội, dáng kiều thơm, mơ về những cô gái Hà Thành. Những cô gái Hà Thành này hiện đang ở vùng địch tạm chiến. Đêm mơ Hà Nội, dáng kiều thơm. Và ngay cả những người lính ngã xuống vì những lý do chiến đấu hoặc là vì lý do bệnh tật thì cũng rải rác biên cương mồ viễn xứ. Bởi vì sao? Quê là Hà Nội mà Hà Nội địch nó đang tạm chiến. Lúc đó cũng còn không biết được bao nhiêu năm thì những cái người hy sinh nó mới được quy cố hương, mới được về cố hương. Bao nhiêu năm các em? 7 năm nữa, phải mất cả 7 năm nữa, cho đến ngày giải phóng thủ đô tháng 10 năm 1954 thì họ mới được quy cố hương. Chứ còn bây giờ là giải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Đấy. Ở đây chúng ta chú ý, từ cái đoạn thơ này chúng ta thấy nó cảm động lắm. Bởi vì nhà thơ đã xử rất là khéo, đây cũng lại là một biện pháp tu từ, sử dụng những cái từ Hán Việt cho nó thêm trang trọng, nghiêm trang, trang trọng. Rải rác biên cương, mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất. Chẳng có áo bào cả, chỉ có chiếu thôi, chỉ có manh chiếu thôi, bó lại. Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Đấy. Nguyên cái câu này nó giúp cho chúng ta có thể tưởng tượng
như bản thân chúng tôi khi mà đọc cái Sông Mã Gầm đến Khúc Độc Hành, tự nhiên là chúng tôi liên tưởng đến cái câu chuyện mà ngày xưa đó, là Tráng Sĩ Kinh Kha chấp nhận hy sinh, một đi không trở lại, đi thích khách Tần Thủy Hoàng, bạo chúa Tần Thủy Hoàng. Ông mặc toàn đồ trắng, đứng trên chiếc thuyền vẫy, vẫy chào. Bên này, Thái tử Đan cho một dàn nữ nhạc mặc toàn đồ trắng, Thái tử cũng mặc đồ trắng, gảy lên khúc biệt, khúc nhạc chia tay, chia ly, vĩnh biệt. Cảm động lắm. Ở đây không có dàn nữ nhạc, nhưng có con sông Mã. Phát nguyên từ cao nguyên Mộc Châu, đi qua Sầm Nứa của Lào và trở về Mường Lát và đi qua Thanh Hóa, đổ ra bãi biển Đồ Sơn, con sông Mã. Sông Mã gầm lên khúc độc hành, nghe rất là bi tráng, phải không? Rất bi tráng. Những sự hy sinh, mất mát, gian khổ. Cho nên rất là cảm động. Cái đoạn thơ này cảm động lắm. Cho nên bốn câu kết đó, Tây Tiến người đi không hẹn ước. Đấy cũng như Kinh Kha, không dám hẹn ước. Đường lên thăm thẳm, một chia phôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về Sầm Nứa, chẳng về xuôi. Cái câu này, câu kết này nó có nghĩa là Tây Tiến đối với Quang Dũng và những người lính Tây Tiến bây giờ tuy xa nhưng rất gần, vì đó đã nằm trong tim của người lính Tây Tiến. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về Sầm Nứa, chẳng về xuôi. Có nghĩa là tuy xa mà gần, vì nó nằm trong trái tim của người lính. Đấy. Các em biết là sau cái chiến dịch Việt Bắc Thu Đông đó, thì quân Pháp là chủ trương đánh một trận gọi là chấm dứt chiến tranh luôn. Cánh quân thứ nhất nhảy dù phía trên Bắc Cạn. Cánh quân thứ hai men theo đường số 4 tiến về Cao Bằng đánh xuống. Và cánh quân thứ ba là đi theo hướng sông Lô đó, là đánh vào phía Tây, mặt Tây. Họ chủ trương là họ đánh chấm dứt một trận. Thế nhưng mà chúng ta như nãy thầy đã nói rồi, tình quân dân cả nước, tất cả những chủ trương của địch đều đã bị tiết lộ. Cho nên chúng ta đã mai phục, bắt gọn được cánh quân nhảy dù, cánh quân đánh vào Bắc Cạn, và chúng ta mai phục tiêu diệt địch ở đường số 4 biên giới Việt Trung. Và chúng ta cũng tiêu diệt được hàng rất nhiều tàu chiến và binh lính của Pháp ở trận sông Lô, mặt trận sông Lô. Thì sau cái chiến dịch Việt Bắc Thu Đông tháng 10 năm 47 đó, thì nhiệm vụ của Tây Tiến chấm dứt. Và Tây Tiến, binh đoàn Tây Tiến giải tán, đã xong nhiệm vụ. Đó. Thì khi mà Quang Dũng được chuyển qua một cái đơn vị khác, trong cái lần mà chia tay ở Phù Lưu Chanh á, ở Hà Tây á, thì ông đã cảm động, ông đã xúc động sáng tác bài thơ này và đọc tại chỗ cho mọi người nghe. Lúc đó nó còn có tên là Nhớ Tây Tiến. Rồi sau khi đăng lên báo á, thì gọn lại thành ra Tây Tiến, bài thơ Tây Tiến. Và bài thơ này đã nhanh chóng đi vào lòng người. Đó. Đi vào lòng người và cho đến nay, nghĩa là trong cái ba lô của người lính Tây Tiến, của bất kỳ một người lính nào, đều luôn luôn có cái bài Tây Tiến. Các em thân mến, thầy vừa cùng với các em phân tích và tìm hiểu về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Thầy hy vọng các em cảm nhận được bài thơ này hay hơn là thầy. Và thầy chúc các em kỳ thi năm nay sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt. Cảm ơn các em.